Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hương Mai. Hương Mai xin gửi lời biết ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách một tháng mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, thành công. Hôm nay công ty vừa xong một chiếc bàn thờ bằng gỗ vụn hồn nào. Kích thước là 1m97, rộng 1m và cao 1m27. Đây là một cái bàn thờ rất là đẹp, được làm bằng hoa sen do những người nghệ nhân đục tỉa rất là kỹ càng, đơn giản nhưng mà dễ lau chùi, và kiểu dáng thì hết sức là hài hòa khi mà đặt để trong căn phòng của gia đình. Và mỗi khi mà quý khách có lau chùi vệ sinh thì rất là dễ dàng, nhưng mà thờ cúng thì rất là trang nghiêm thanh tịnh. Một cái bàn thờ mà Hương Mai thấy là vô cùng là hợp lý cũng như là đẹp. Đây là mẫu mới nhất của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hương Mai. Có nhiều mẫu khác nhau nhưng mà mẫu này là mẫu đặc nhưng mà đơn giản, phất quét lau chùi gọn gàng, ngăn nắp và vô cùng là thuận tiện khi mà để thờ cúng, rất là trang nghiêm. Và ngày hôm nay thì với một chiếc bàn thờ đục hoa sen, hoa sen là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam cũng như là nói về sự từ bi, tình yêu thương và lòng biết ơn cũng như là sự bao dung. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, từ trong bùn thì vẫn mọc ra được những cái đóa hoa sen thơm ngát. Có một câu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đó là từ rác biến thành hoa và từ hoa cũng có thể biến thành rác. Thế vậy nên là trong một cái bùn và một cái nơi không được thanh tịnh nhưng mà lại mọc ra được những cái bông hoa vô cùng là thanh tịnh, ngát hương thơm. Và bất cứ chỗ nào mà có hoa sen thì cũng thấy được cái sự đẹp cũng như là cái sự an lành, hạnh phúc khi mà được cầm ngửi lắm hay là thờ cúng cái bó hoa sen. Thì thường thường được các Phật tử tại gia cũng như là tu sĩ các ngôi chùa thì thường thường là mua những cái bó hoa sen để mà thắp hương. Hoa sen cũng như là biểu trưng của đạo Phật. Khi mà Đức Phật ra đời thì có rất là nhiều các tích truyện, nhưng mà cái tích truyện mà Đức Phật đi 7 bước và 7 bước thì đến cây bông hoa sen, cũng như là khi mà Hương Mai đến Bồ Đề Đạo Tràng thì trong Bồ Đề Đạo Tràng có 7 cái bông hoa sen bằng đá. Tức là có một cái cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng thì sau khi mà Đức Phật thành đạo có một cái tích truyện là 7 tuần lễ trên Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật thành đạo gọi là làng U Lâu Tuần Hoa. Thì khi mà Đức Phật đã thành đạo thì Ngài có ngồi ở trên cái cội cây Bồ Đề đấy và chiêm nghiệm về những cái điều mà hạnh phúc, biết ơn cái nơi này đã giúp cho Đức Phật giác ngộ, và Đức Phật đã chiêm nghiệm được cái điều đấy, biết ơn rất là nhiều cái nhân duyên để cuối cùng là Đức Phật thành đạo. Và Đức Phật đi thêm một đoạn nữa thì có quay về cây Bồ Đề thì có thấy nói được về một cái câu chuyện là bốn ân, trọng ân là ân tổ tiên, ân đất nước, ân thầy, tức là tri ân những cái đàn na tín thí để cúng dường khi mà Đức Phật thành đạo. Và cuối cùng là cái bài tứ trọng ân đấy thì đã được giảng rất là nhiều, nhưng mà đi thêm một đoạn nữa thì đến bảy cái bông hoa sen. Bông hoa sen bằng đá của Phật. Và mỗi một lần mà khi mà Hương Mai đi kinh hành ở cái đoạn Bồ Đề Đạo Tràng ấy, thì nhìn thấy các cái bông hoa sen bằng đá rất là đẹp. Và gọi là đường kinh hành châu báu, khi mà đi với hiện tại bây giờ và ở đây với cái sự biết ơn thấm nhuần sâu sắc thì mọi người sẽ cảm nhận như là mỗi bước chân như là cái châu báu trên cuộc đời này, mình còn hiện diện, mình còn được sống, thì đấy chính là hạnh phúc cũng như là trân quý tất cả những cái điều tốt đẹp. Thì đấy là một trong những cái mà khi mà Hương Mai được trải nghiệm về những cái bông hoa sen về đạo Phật. Và ngày hôm nay thì với một cái bộ bàn thờ kích thước 1m97, cao 2m17 và rộng 1m, Hương Mai xin được gửi niệm lành bằng gỗ vụn của Lào. Hương Mai xin được gửi niệm lành và biết ơn lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách luôn luôn hạnh phúc, bình an, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có một cuộc sống an lạc định tĩnh,
À, giác ngộ. Quý khách thấy các video của Hương Mai hữu ích có thể like, comment và chia sẻ. Cũng có thể gọi điện vào 0912 298044. Xin được tri ân và biết ơn. Xin chào, xin cảm ơn. Thank you.